Xin chào anh chị và các bạn, mình là Văn Thuận, là một chuyên gia trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là về nuôi tôm. Hiện tại con đang công tác ở công ty OBS và phụ trách khu vực Cần Giuộc, Long An. Thì ngày hôm nay mình có tới hỗ trợ cho anh trai là bạn của anh Đại và có đang đặt giống ở bên mình. Và chính vì vậy mà hôm nay là Thuận có kiểm tra nước cũng như đo các chỉ số môi trường giúp anh, cũng như là hỗ trợ anh các vấn đề trước khi thả giống. Và bây giờ thì mời anh chị và các bạn cùng tham quan ao của anh trai bạn của anh Đại ở tại khu vực là Vĩnh Thạnh, Cần Giuộc, Long An. Và đây là ao mà anh trai sắp sửa thả giống. Ao anh có diện tích là 2.000 mét khối và anh trai đã chuẩn bị tất cả mọi thứ đều sẵn sàng để thả giống rồi. Sau đó Thuận có hỗ trợ anh kiểm tra các thông số về môi trường như là pH, kiềm và độ mặn, và mọi chỉ số đều rất là ok. Cuối cùng thì Thuận có hỗ trợ anh kiểm tra một ao cuối của anh. Thì ao này thì anh đang nuôi tôm và đã được là 26 ngày rồi. Tôm của anh cũng rất là đẹp và khá là ok. Và anh chị nào mà ở trong khu vực Cần Giuộc, Nhà Bè, Bình Chánh muốn hỗ trợ tét nước thì có thể liên hệ với Thuận qua hotline, đó là 0879 262 686. Mọi sự hỗ trợ của Thuận đều hoàn toàn miễn phí nên anh chị có thể yên tâm và liên hệ với Thuận. Cuối cùng, Thuận xin chúc cho anh trai cùng với quý bà con và anh chị có một mùa nuôi tôm suôn sẻ và được mùa, được giá, thành công. Xin cảm ơn ạ.